tuổi hơn 17. Livevo mến chào quý vị các bạn. Hôm nay Livevo chia sẻ cho quý vị các bạn cái cảnh khu vực sống còn trên đường 24 của thành phố Nha Trang nha. Đoạn này thì đoạn gần chỗ cầu Sông Bóng các bạn. Cái đoạn chính giữa cầu Sông Bóng và cầu Hà Ra. Thì vị trí này là khoảng 307. Này chỗ này 304 của là Champa Island nè các bạn. 304 là số cũ á, mấy bên kia số cũ là 183, số mới là khoảng 875 rồi, bên đây số mới là khoảng 1000 mấy rồi nè, 1012 rồi nè, số cũ là 208, 292, 290. Số cũ là đang số giảm. Hình như 217 nằm đâu ta? 232 sao số chẵn không ngàn mấy số lẻ. Số tăng à. Để mé bên đây. Về hướng này đi vô phùng phùng dê nữa vậy. Phùng Ngọc Thảo á. Đây khu vực đây là cầu Hà Ra nè các bạn. Mấy bên kia là đường Sống Cồn. Số cũ là số 2 gì đó, số mới là 900 mấy. Đây, chỗ này là địa chỉ 227 nè các bạn. 227, 225. À, gần chỗ Thế Giới Di Động nè. 225 thì đây là kia là 180 số cũ. Hai mười chín rất đâu đây quá, khu vực này chắc 219, 217 quá. Đây 215, đây chỗ này là 215 nữa vậy. À, đây chắc 217 rồi nè. 217, 219 là khu vực đây. Đến đây nữa là 211 rồi, là số cũ á. Số mới là khoảng 1110. Xe thôi.
sư với đường 24 ngay chỗ trường Trung Vương ngày nay này. Hồi xưa nó là trường Khải Minh đó, các cô chú học. Còn ở đây là gần cái đường Bình Thông Tin khi xưa. Giao nhau giữa đường 24 với đường Trần Nguyên Cáp này. Trước mặt quý vị đó là cái vùng binh thông tin khi xưa. Bên kia là để chạy đoạn đó là đường Độc Lập. Khi xưa ngày nay là đường Thống Nhất. Đây là đường Trần Nguyên Cáp quý vị. Xây giao nhau giữa đường Phương Xài với đường Trần Quý Cáp nè các bạn. Qua đây là thuộc đường Thống Nhất rồi. Máy tay phải này là cái công viên 3 tháng 10 gần chỗ ga Nha Trang. Đây, đường Thống Nhất còn đây là khoảng 280 mấy lên 300, số 300 cuối đường Thống Nhất. Cây xanh mã vòng này, xanh mã vòng, còn đây bùng binh mã vòng. Đó, mấy kia là đường Thái Nguyên, đại lộ Gia Long khi xưa. À, vị trí quán ô tô Huy là số 1 Thái Nguyên khi xưa đó. Mình qua đây là đường 3 tháng 10 rồi các bạn. Qua đoạn đây là 3 tháng 10 rồi. Rồi, Live Travel xin kết thúc video tại đây nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã xem video nha. Mến chào quý vị.